Hôm nay tôi sẽ trình bày về một cái cuộc hẹn cho khách hàng. Các bạn nhìn tôi thao tác trên màn hình. Đầu tiên chúng ta chọn một cái appointment và chúng ta sẽ check in cái appointment này. Và cái trạng thái appointment là chuyển sang check in và chúng ta cần phải đưa một cuộc hẹn này vào service. Chúng ta chọn một cuộc hẹn và nhấn nút Service ở phía bên tay trái của màn hình. Và vì booking này chưa chọn Service chi tiết, nên khi chúng ta đưa vào Service, chúng ta phải chọn lại cái Service chi tiết. Và hãy xem cách chọn Service chi tiết tôi đang thể hiện trên màn hình. Sau khi chọn xong, chúng ta nhấn nút OK. Đưa vào in-service cùng một lúc thì bây giờ đưa vào sẽ là giống nhau. Nếu chúng ta đưa vào cuộc hẹn này sẽ có hai cái service. Nếu chúng ta từ dịch vụ thì cái dịch vụ thứ hai sẽ bắt đầu khi dịch vụ thứ nhất kết thúc, và chúng ta xem trên màn hình, và dịch vụ thứ của một nhân viên thứ hai sẽ được sắp sau cái dịch vụ thứ nhất. Trên thực tế thì chúng ta sẽ check in từng cái dịch vụ, nhưng ở đây tôi sẽ check in hai cái appointment cùng một lúc, và sau đó chúng ta sẽ nhấn nút check out. Bây giờ có hai cái dịch vụ và chúng ta sẽ chọn hai cái dịch vụ để check out. Nếu ở đây chúng ta có thể thêm những cái dịch vụ khác ngoài đây, và dịch vụ check out sẽ được đưa vào bên trong cái receipt detail và chúng ta thực hiện việc giảm giá cho khách hàng. Và từ receipt này đã được giảm giá. Bây giờ chúng ta thực hiện việc thanh toán. Chúng ta có rất là nhiều cái phí thanh toán bằng card, check, credit, gift card và credit analog. Tôi xin được credit analog là trong trường hợp quý vị có máy thanh toán terminal credit ở bên ngoài và quý vị cả thẻ và đã trả tiền khách, thì những tờ receipt in ra trên cái máy đó quý vị có thể nhập lại cái thông tin trên đây. Tại vì quý vị thanh toán chưa có đủ nên là yêu cầu phải thanh toán tiếp, và ở trong trường hợp này thanh toán tiếp bằng cash. Chúng ta đã check out thành công cuộc hẹn và hiện tại cuộc hẹn đang hiển thị màu đỏ, có nghĩa là đã check out và đã thanh toán.